Hello hello, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Tuấn Kaito Gaming TV nhá. Ok, thì hôm nay các bạn có thể nhìn thấy đó là mình sử dụng cho mình đó là khẩu là Thompson nhanh em ơi. Thì khẩu súng này mình không có sử dụng skin luôn, mà đó là kỹ năng của con Ngộ Không. Hôm nay nó sẽ là một cái video thử thách sử dụng không skin leo danh cùng với con Ngộ Không nhanh em ơi. Thì kỹ năng của con Ngộ Không này nó khá là càng đẳng cấp rồi, chắc chắn là mọi người vẫn chưa biết được cái kỹ năng này. Cố gắng là có cho phát đẩy lên như phía của Tuấn bên này, nhưng mà không thấy đứa nào ở bên này cả. Chắc chắn là nó đang bị ở vòng bên kia, chứ mình cố gắng nhảy ra phía bên này có thể nhìn từ góc gì đó hơn. Chưa thấy được đối phương, cố gắng là nhảy ra rồi là hụt vào. Bây giờ nó đã phát hiện ra vị trí của bên nhà L đang có bắn nhau. Ok, thì chúc con nó đã phát hiện ra vị trí ở bên nhà L rồi anh em ạ. Cố gắng là đẩy lên nhưng mà đang bị bắn rất là gắt gao rồi. Cố gắng núp vào trong này nhưng mà cố định quấn mình máu nhưng mà không. Cố gắng là đẩy lên anh em ơi. Phía trên đây chỉ còn 3 người nữa mà thôi. Ba thằng nó đang ở trong này rồi, gục ngã đến từ vị trí của đồng đội của mình. Ba thằng leo lên một cái cầu thang và chúng ta cùng xem đó chính là Ngộ Không có thể làm gì như thế này. Núp ra núp vào lấy liên tục với khẩu súng nhưng mà không, Ngộ Không nó bị kẹt rồi. Cố gắng là đẩy lên luôn, chỉ còn hai đứa trên này nữa thôi. Nó đã được cứu dậy rồi, ba đứa rồi. Cố gắng là sấy bật cho mình cái Ngộ Không lên, chỉ là một cô gái nữa mà thôi. Cô gái này sấy liên tục với khẩu Uzi mini của về hai cùng với khẩu thâm soi của chúng ta. Được rồi, let's shot. Ok, thì phía bên này anh em ơi lại là khẩu thâm soi không skin của mình, đó là Ngộ Không anh em ơi. Cố gắng là đẩy lên bắn sấy liên tục với khẩu đúng không Thompson, nhưng mà không, bên kia nó đang thì còn keo cho rồi. Cố gắng là đẩy lên cho một quả lựu đạn thôi, chỉ còn một quả lựu đạn thì có thể là lấy được hai mạng hay không. Cô đã chỉ có thể chờ đợi và hy vọng thôi anh em ơi, nhưng mà lấy được một mạng thôi anh em ạ. Chúng ta đẩy lên rồi, bên đây chỉ còn một người, đồng đội của mình đã bị ngọc gần hết rồi, chỉ còn hai người thôi. Thấy chỉ của cô gái nhảy lên khấy khá là căng nhưng mà headshot. Ok, và cân bồn dễ dàng nha anh em ơi. Ok, chắc là video của mình xin đến đây tạm dừng thôi. Nếu như các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng kênh nhá. Bye bye.